đây, nhìn bên ngoài gai góc mà sâu bên trong nhìn xem ai khóc. Này là con sơn vẫn còn trong căn phòng, là bộ óc vẫn còn đang căng phồng, là từng hơi thở của anh ngang đồng, là màn đêm ngoài kia còn đang giăng lồng. Trong này nơi buồn tim ta, cất vào đó lòng tin ta, cất vào đó là tim nhiều lần hô biến thành cớ để phim. Anh nào muốn khiến em thành nguyên cớ, do cảm xúc này muốn biến anh thành tôi tớ, bắt buộc anh rằng chưa có giây nào thôi nhớ, nhớ về em và biến trái tim thành nơi chứa. Em sẽ không mất, em không nên bước bước sâu vào trong buồng tim của anh. Em sẽ không mất, em không nên bước bước sâu vào trong buồng tim của anh. Em sẽ khóc mất vì vì trong đó là chỉ có bóng hình em, không ai khác ngoài em. Yeah yeah, vì trong đó là những khói sương, những vết thương, nước mắt trao cho vô thường, những chiếc hôn, những cái ôm, lý trí này cũng nhu nhường. Muốn xé thêm, muốn chiếm em, khóa trái sau buông tim anh. Muốn nói với em nhưng cớ sao, điều gì cứ ngăn anh lại. Muốn em bên ngoài này vui lấp cho ngày dài, muốn tim em gái riêng anh và thôi đừng thêm mãi. Muốn ta không phải nhiều lần tổn thất qua đêm dài. Vậy điều gì là chướng ngại, điều gì là đúng sai? Hình dung em cất trong mỗi góc ngay khắp căn phòng, chỉ sợ rằng em nếu lúc đó bước tới chắc chắn sẽ đau lòng. Những khói sương, những vết thương, những vô thường, sợ những góc khuất này lại làm em khóc mơ. Trong buồng tim của anh, em không nên bước bước sâu vào trong buồng tim của anh. Em sẽ khóc mất vì vì trong đó là em, mỗi ngóc ngách là em. Vì chỉ có bóng hình em, không ai khác ngoài em. Yeah yeah, vì trong đó là chắc chắn không một ai lấy mất. Đưa hình dung về em và sau tận nơi góc quá, anh chỉ sợ khi em nhìn thấy em sẽ khóc mất.